Xin chào tất cả mọi người. Thì tiếp tục trong video về khóa học mua hàng từ Trung Quốc. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta lập một cái tài khoản để thanh toán khi chúng ta mua hàng từ các trang thương mại điện tử của Trung Quốc như là 1688 hay là Taobao. Đó chính là lập tài khoản Alipay như thế nào. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lập chi tiết nhất. Thì đây chính là cái giao diện của Alipay. Nếu mà mọi người mà có tài khoản rồi thì nó sẽ đăng nhập ở đây. Nếu mà chưa tài khoản, ta sẽ kích sang đây để ta sẽ mục đăng ký doanh nghiệp. Thì sau khi kích sang đây rồi nó sẽ hiện ra như này. Thì các bạn sẽ chọn cái quốc gia là Việt Nam cho mình. Được chưa? Chọn quốc gia Việt Nam này. Và sau đó các bạn sẽ điền cái số điện thoại của mọi người vào đây và sẽ nhận mã xác nhận. Thì chúng ta sẽ vào cái tài khoản 1688. Sau đó mọi người sẽ dùng cái công cụ Translate cho mình. Thì hầu hết là tất cả những người mà mua hàng từ 168 mà người Việt Nam thì chúng ta hầu hết là những người không biết tiếng Trung, nên là cái công cụ Translate này nó rất là hữu ích cho mọi người nhá. Chúng ta sẽ cố gắng làm sao tận dụng được hết cái công cụ Translate này làm sao cho hiệu quả nhất. Ví dụ mình vẫn muốn mua hàng quần áo chẳng hạn, thì mình sẽ copy cái chữ này, sau đó ta sẽ sang đây, ta sẽ tìm. Bạn sẽ vào cái dòng hàng chúng ta, những cái sản phẩm mà mọi người áp vào đây rồi thì ta sẽ vào đây ta xem. Thì mình chỉ có một sản phẩm thôi thì mình sẽ chọn cái này và đi đến thanh toán thì chúng ta sẽ kích vào đây. Rồi, chúng ta sẽ tích tiếp vào chỗ thanh toán này. Rồi cái phần này mình sẽ nói luôn mọi người, chúng ta có thể thanh toán được Visa. Nếu mà chúng ta dùng Visa sẽ thanh toán luôn đây. Nhưng mọi người chú ý cho mình là nếu mà thanh toán Visa ấy, thì thứ nhất là cái tỷ giá nó rất là cao, nó rơi vào tầm khoảng 23.900 đồng một đô la khi mà nó trả tiền từ Visa lên. Thứ hai là cái giao dịch của mọi người bằng Visa nó không đảm bảo an toàn. Vì sao? Vì khi nó refund nó rất là khó. Và lại là khi mà cái tiền của mọi người mà Visa giao dịch đấy thì seller của nó xử lý cũng chưa là chuyên nghiệp cho lắm, nên là mọi người sẽ thanh toán qua Alipay cho mình. Chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng giáo dục trực tuyến China. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. China sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt. Khóa học sẽ được thêm vào mục Khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu. Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Hỏi đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học. Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina
và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, INA xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn. Với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt. Bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí. Nếu bạn muốn chạm vào thành quả của mình, Kina sẽ cung cấp cho bạn chứng nhận offline được lồng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy liên hệ với Kina qua số hotline 1900 636409 để được hỗ trợ nhé. Kina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Kina chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.